Chào ông bà cô chú anh chị em một ngày mới Chúc trong nước về nước và nước Việt Nam của chúng ta Được nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống à, Giờ út muốn chia sẻ về chuyện của à, em Hà à, Mình thấy mình thương em Hà vì mới 39 tuổi Mà đã hết một kiếp người Nhưng mà theo cái quan điểm của út Lúc nào út cũng nghi vấn là em Hà chết quan hết đó tại vì sao mà út cứ nghĩ nói như vậy? vì khi đầu tiên á, nếu mà nói về một triệu, á, em tính nói về một triệu à, xin trả nợ tám trăm còn hai trăm, mà lúc đó mình nghĩ xà lan ra đó mà sao em tính thì trả mau thế, à, sao trả mau nhỉ? thì thấy nó cũng hơi lạ lạ. thì trong khi đó mình phải nói lại như vậy nữa nè à, không bây giờ không nói tới nói lui gì nhưng mà nếu một người chồng biết thương yêu vợ á, thì khi người ta điện tới ừ người ta nói là vợ mày nổi lên thì lúc đó là chỉ có nước là kêu chủ ghe bung mà chạy về thôi chứ không ai mở miệng nói với em tính ủa sao nó cào nổi nổi lên vậy ta thì cái điều kiện đó ai cũng đều tất cả trong nước ngoài nước ai cũng nghi vấn câu nói gì kỳ làm chồng mà đang đi kiếm vợ mà đã người ta cho hay vợ như vậy mà lại trả lời như vậy thì cái đó là thấy là cái câu không hay của em tấn thì người ta có quyền phản biện thôi chỉ có vậy thôi ừ rồi Ở trong khi tại sao mà không về chịu tang cho vợ mà cũng không đứng làm đám cho vợ cũng không đứng gần gũi hai đứa con lo mồ mả cho vợ xong rồi mình đi sửa xa lan chứ tại sao trong lúc đó mà về như khách vậy như một người dân vậy à, không dám nhìn mặt vợ lần cuối vậy đó là sự người ta có quyền nghi ngờ và nghi vấn em tính tại sao tại sao là như vậy thôi điều đó ai cũng có quyền à, nghi vấn hết à, vậy chứ bây giờ bộ nói đến đó, em tính là à, không biết có đúng hay không à, các anh hay là gì hay các chị gì đó à, nhắn tin đồ hâm à Bộ đất nước Việt Nam chúng ta có lực pháp mà Đâu phải là lực pháp không dạy dỗ mấy người nha Cho nên á Đừng nói bằng cái mồm không là không hay đâu nha Một khi người ta lên chia sẻ là lại hay ý đẹp Còn chuyện của em tính đúng sai là có cơ quan chức năng Không phải là chuyện của người dân Còn nếu mình hỏi lại Nếu không có những thông tin đưa lên Thì cái chuyện nghi vấn mình em Hà có chết quan không? Mấy người phải hiểu chứ Mấy người cũng có gia đình Chứ mấy người đừng có điện hâm hay người này hết người kia Là nó không hay Phải không Đó là người ta có cái sự lên chia sẻ Mình không có quyền hâm hay người ta Còn chuyện em tính đúng sai Thì cái đó của cơ quan chức năng Mấy người cứ đừng có nhảy nhót Cũng đừng có lo mà đưa mồm lên hâm người này người kia Là nó không hay quá không Là như vậy Còn bây giờ mình nói nè À... Nói là xin vợ 1 triệu Trả nợ 800 Mà vợ mới mất Không bao nhiêu lâu Em tính lên thách đấu với Asin 5 tỷ Thì tiền đâu em tính có nhiều thế Cái này mình thấy nó lạ Mình phải hỏi chứ Mình có quyền à, Nghi ngờ suy đoán Vậy thôi Bây giờ hỏi nói tới nói lui Nói xuôi nói ngược đó Bây giờ à, những kênh đã đưa quá nhiều chuyện em Hà rồi ở đây chỉ người dân của chúng con chỉ nói để lời hay ý đẹp để lan tỏa đến cho các bác à, các bác nhìn xuống à, soi rọi là dùm chuyện của em hà à, xử đúng người đúng tội chỉ có vậy thôi người dân kêu gọi vậy thôi à, cũng cầu mong để đến tay của bác nơ nữa à, để bác nơ giúp dùm cho gia đình em hà à, cho ra ánh sáng À, đúng người đúng tội thì người dân à, tất cả mọi miền đất nước à, trong nước ngoài nước người dân Việt Nam à, phải nói phải chia sẻ phải lan tỏ à, đến cho các bác cấp trên chứ thì à, có cái gì là sai đâu mà phải điện hâm he đồ ghê vậy Ủa vậy chứ bây giờ là nó đến tính không được à Vậy sao dễ thương sao nghe hâm dễ thương quá cũng mong cơ quan À, chức năng cũng gom mấy người này lại dạy dỗ giùm Dạ cho cái xã hội ngày hôm nay được sạch sẽ à, cho nó được à, lan tỏ được à, bình yên trong à, cuộc sống cho mọi người dân chứ cái chuyện của em Hà nó xáo trộn lắm vì vẫn là nghi vẫn là nghi vấn em Hà chích quan vậy thôi ừ. tại trong xã Lan đi có hai vợ chồng mà mà sau lúc đó em Hà, thí dụ em Hà có như vậy Tại sao em tính lại kêu bên mình mà không cho hay bên mình xuống muốn hết xà lan mà à, Bên em Hà à, tới bên công an, bên đó người ta mới cho hay Lý do Thì người ta có quyền nghi ngờ Hẳn nhiên nha Đừng có hâm he Làm tôi rung tôi ngủ hoài luôn Ừ, vậy à, Phải có người dạy dỗ nha đang sống trong đất nước có luật pháp nha à, đừng có như vậy nha à, không nói làm sao lan tỏ được chuyện của em hà em hà chết quan mà tại vì đi trong xà lan có hai vợ chồng thôi mà trong khi câu chuyện nó xảy ra mà tại sao em tính lại nhớ điện bên mình xuống hết xà lan mà không điện bên vợ lý do nói thì có người ta phải nghe người ta phải nhìn người ta tin hay không người ta có cái sự là phản biện chứ người ta có cái sự lên chia hay là à, chia sẻ là hay cái đẹp à, người công dân nước Việt Nam trong nước ngoài nước ai cũng có quyền vậy bây giờ nói đến tính là mấy anh hâm sao vậy sao vô văn quá vậy sao mà nói tới em tính chứ đâu phải nói tới mấy mấy anh mà hâm he đâu mà sao mà anh hâm ừ mấy anh làm nếu mà mấy anh làm được việc nhiêu đó thì mấy anh thành tích mấy anh được cái gì? được người đời quyền rũ, sẽ được ánh sáng của luật pháp dạy mấy anh đó, nha. Vậy đi, đừng có giỏi hâm he gì hết, đơn giản nó vậy. Còn bây giờ mình nói, không có một người chồng nào ở trên cái thế gian này như em tính hết, đúng không? Không biết về chịu tan cho vợ, cũng không biết đứng để làm đám cho vợ đứng gần hai đứa con à, cũng không nhìn mặt vợ lần cuối thì em tính đang làm gì em tính đang chạy đi đâu hay là em tính đang dọn dẹp cái gì nó không hay với em tính đó là người ta có quyền nghi ngờ Đúng không chứ đừng có thấy người ta lên nói ông bà cô chú anh chị em người ta lên chia sẻ lại hay ý đẹp rồi mấy anh thâm he mấy anh được thành tích gì của tính vậy mà mấy anh thâm he ghê vậy vậy chứ nói tới tên tứng không được sao cái tên thì người ta có quyền gọi tại vì em tứng cũng lên cộng đồng mạng sỉ xỏ độ thách đố uh, 5 tỷ với -xin mà cả thế giới ai cũng thấy đâu phải riêng mình một hai kênh đâu mà mấy anh nói uh, chuyện đúng rồi chuyện của em tứng lên trên mạng là chuyện của xã hội chuyện của cộng đồng mạng chuyện của cả thế giới rồi mấy anh nên nhớ một điều đó đừng có giỏi ham he gì hết nói tới tính chứ đâu có nói tới mấy anh đâu mấy anh đúng hay sai mà anh mấy anh hâm hả chuyện nực cười nha vậy rồi à, bây giờ khi em tấn nói á, nếu ai kiếm được vợ em tính thì em tính uh, uh, lì xì hay là cái gì đó hai mươi triệu thì có lì xì cho người ta chứ là như vậy nhưng mà nói thẳng mà nói ông trời cũng ở cao chứ ông có con mắt lắm ông không bỏ sót một việc gì hết nhất là việc của em tính không có bỏ sót một việc gì hết nếu em đứng nếu mà nếu mà em đứng rõ ràng mà em đúng luôn á thì em không có lên hơn thua với cộng đồng mạng em phải không phải là biểu làm thinh em phải để cho cơ quan chức năng người ta làm việc đúng không nhưng mà chưa gì hay đụng tới cái tên em là em lên em sân si rồi à, em thách đấu rồi à, em ADBJC, vậy em đúng cái chỗ nào hay là em đang sợ đó là cộng đồng mạng trong nước ngoài nước ông bà cô chú anh chị em ai cũng vậy người ta có cái quyền cái nhìn cái xem à, cái chia sẻ là hay ý đẹp ai cũng có quyền hết ừ mình tôn trọng <laughs> mình thượng tôn Lực pháp Việt Nam mình thượng tôn các an ninh cộng đồng mạng các mạng an ninh ấy an ninh mạng à dạ xin lỗi à, mình tôn trọng an ninh mạng nữa nè rồi mình tôn trọng không chà đạp người khác đúng không mấy anh hâm mấy anh hâm mấy anh ăn mấy anh được cái gì hả mà mấy anh có quyền gì hâm người khác người ta nói chuyện em tính chứ đâu có nói chuyện mấy anh đâu mấy anh hâm cũng gửi lời chúc mấy anh được nhiều sức khỏe nha đó đằng ba tối ngày đó ăn rồi đi hâm họ người này người khác rồi mấy mốt á người ta đến kiếm mấy anh thì mấy anh đừng có khóc nha vậy đi đúng không? người ta nói người ta nói người ta có chà đạp em tính chưa người ta nói bằng cái lời hay ý đẹp thôi còn chuyện em tính đúng sai là có cơ quan chức năng mấy anh mà hâm he hiểu không nó như vậy trong cuộc sống ai cũng vậy hết trơn tôi tới bây giờ tôi vẫn nghi tôi vẫn nghi quấn hoài là em hà chết quang còn bây giờ mình nói nếu mà người <laughs> trên bờ hay dưới sông gì có người chết cái hiện trường phải để y nguyên đó khi nào cơ quan chức năng người ta làm việc xong mình mới dọn dẹp Chứ tại sao khi em Hà mới vừa nổi phật lên Thì quay qua quay lại xong xuôi Thì em tính đem xà lan đi sửa Lý do Trùng hợp thế Tại sao lúc đó Nghĩ người chồng mà thương vợ người ta Hư hay không ta đậu đó đi Đấy không Ta nhờ người nhà coi Ta về ta lo Chịu tan cho vợ làm đám cho vợ gần gũi hai đứa con Hai đứa con lúc đó cần cái gì Cần em tính cái gì cần cái tình thương của cha cần cái sự ấm áp của cha mà em tính đang làm gì không lẽ đang đi dọn dẹp đang đi làm cái gì đó không thể cho ai biết được không lẽ vậy thì người ta có quyền suy đoán tại sao lại mà nói người ta nói này nói kia vậy chứ nếu mà không nhờ à, những em đưa tin rồi thí dụ em hà có trích quan hay không đúng là trích quan hay không nó không lẽ là như vậy phải có đưa tin mới có bây giờ thí dụ như đơn giản mình nói thí dụ nếu tính như vậy không dạy dỗ tính được thì kế tiếp là ai nữa vậy sao hâm hay sao thì thôi út chỉ chia sẻ như đây với tất cả à, ông bà cô chú anh chị em trong nước ngoài nước còn nước việt nam với chúng ta cũng cầu mong à, lan tỏa những cái kênh càng lan tỏa hơn mạnh mẽ hơn đến à, bề trên của các bác À, nhìn xuống à, để giúp đỡ dùm à, công việc công chuyện của em Hà à, và cũng mong ánh sáng của luật pháp Việt Nam của chúng ta xử đúng người đúng tội Dạ một lần nữa Út xin chào